Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chai Zo, xin chào các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vị tướng Murat. Đây là một vị tướng đang còn làm mưa, làm gió ở trên những cái rank cao hoặc là trong đấu trường danh vọng. Thì ở trong phiên bản mới đây thì Murat được chỉnh sửa và cái bài toán nan giải, giải quyết cái chiêu 3 của nó như thế nào. Thì Garena đã giải cho chúng ta cái bài toán này. Và đặc biệt Murat ở phiên bản này thì lượng sát thương nó không còn được như trước. Nhưng mình khẳng định với các bạn một điều rằng Murat nó là một vị tướng nó gọi là khó chết. Nếu các bạn biết chơi, biết cách chơi ấy, thì đây là một vị tướng rất là khó chết, nhưng nó lại rất là hiệu quả. Thì clip này mình muốn gửi gắm các bạn, thứ nhất có một cái build tham khảo, đó chính là mình sẽ lên cái dây hồi chiếu và mình sẽ chơi full hồi chiếu là 40%. Thì chúng ta sẽ được dùng chiếu 1, chúng ta sẽ lấy nội tài bằng chiếu 1 luôn, không cần thiết phải đánh quái làm gì. Đấy, thì đây là cách chơi nó rất là hay và mình muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn. Đấy, và vừa rồi thì một cái combo đơn giản. Và trước khi đến với những cái điều hay ho thì mình sẽ nói sơ qua một chút về những thay đổi của Murat cho những bạn nào chưa biết. Đó chính là Murat ngày xưa thì bắt buộc các bạn sẽ phải đánh thương 4 cái thì các bạn mới có nội tài chiếu 3. Nhưng bây giờ các bạn dùng chiếu 1, 2 lần thì các bạn sẽ có được 2 nội tài. Và cách lấy combo tốt nhất của Murat đó chính là các bạn bắt buộc chiếu 1 các bạn phải lấy đánh thương cho mình một cái. Đấy, chiếu 1 này mình có 2 lần nội tài đánh thương một cái, rồi dùng chiếu 2 đánh thương một cái nữa. Thì chắc chắn các bạn cho dù các bạn bay vào như thế nào các bạn sẽ không bao giờ chết. Rất khó chết, trừ khi các bạn bay vào một phát các bạn ăn choáng luôn. Thì đó là một cái rất là đẹp. Thì cách mà lấy cái nội tài tốt nhất của vị tướng Murat, nếu các bạn bay vào tím địch ấy, thì 2 lần chiếu 1 này các bạn bắt buộc sẽ phải đánh thương cho mình một lần. Là các bạn sẽ được tích lần thứ 3. Ôi cái bọn này làm gì đấy, các bạn thấy chứ, rất là mạnh. Đấy, nếu mà Murat phiên bản ngày xưa thì khả năng mình chết rồi. Này, đừng ai đánh nhau. Ôi đồng đội thì nay thì chơi cái gì rồi anh em, khiếp ạ. Đấy, nếu mà ngày xưa thì chắc chắn rồi, mình sẽ chết cái pha đấy. Nhưng Murat phiên bản bây giờ thì đánh nó rất là phê. Chỉ cần các bạn nhớ cho mình hai cái điều mà mình sẽ nói đấy, để các bạn nắm chắc rằng cái nội tài các bạn lấy được gọi là bền vững và an toàn, thì các bạn sẽ sống sót trong mọi pha giao tranh. Đây, chiếu 1 các bạn lướt 2 lần sẽ được 2 cái nội tài, và bắt buộc các bạn sẽ đánh thương 2 cái nữa. Đây là cái cách lấy nội tài ở đầu game khi các bạn chưa có full 40% hồi chiếu. Đấy, là chiếu 1 các bạn bắt buộc sẽ phải đánh thương cho mình một cái, và khi đánh thương xong các bạn kích hoạt chiếu 2 luôn cho mình. Thì trong cái khoảng kích hoạt chiếu 2 thì các bạn sẽ được miễn tất cả các loại sát thương, thì các bạn sẽ được đánh tiếp cái đòn tiếp theo thứ 4 và kích hoạt chiếu 3. Và các bạn sẽ chiếu 3 xong thì các bạn sẽ cút về. Và khi Murat combo chốt hạ hoặc muốn dồn sát thương bất kỳ một vị tướng thì bắt buộc các bạn sẽ phải dùng chiêu 2. Đấy, nhiều bản thì cầm vị tướng Murat này các bạn kiểu sướng quá có nội tài rồi, các bạn lao lên phí vào, các bạn chỉ kém luôn mà không dùng chiêu 2 thì các bạn ơi không có sát thương đâu. Các bạn hãy nhớ rằng chiêu 2 mặc dù nếu không nằm cái rìa của nó mà nằm ở phía trong thì cái lượng sát thương không cao, nhưng chúng ta quan trọng nhất đó chính là cái giảm giáp các bạn nhé. Chiếu 2 Murat giảm giáp để chúng ta chém chiếu 3 rất là đau. Đấy, hãy nhớ cho mình nha, cách lấy nội tài ở giai đoạn khi các bạn chưa có full nội chiếu thì mình chỉ cần các bạn chiếu 1 các bạn sẽ phải đánh được thương cho mình một cái. Chẳng lẽ chiếu 1 các bạn lướt 2 lần làm choáng nữa các bạn không thể đánh được một cái à? Rồi khi đánh một cái thì các bạn dùng chiếu 2 ngay lập tức. Đánh một cái là dùng chiêu 2 ngay lập tức. Rồi cái phá này mình sẽ lấy nội tài các bạn xem này. Chiêu 1 này, đánh này. Rồi ok, từ lướt tiếp phát nửa chiêu 2. Đấy, chiêu 2 giảm giáp chưa? Chém phát level 10, thằng Rio mai chết. Lượng sát thương nó còn rất là to. Đấy, muốn dồn chết hay muốn lấy sát thương. Đây từ lướt này, con 3 tài lá lên một phát nửa là chém chiêu 3 thôi. Đấy các bạn, rất là easy, rất là dễ luôn. Murat ở phiên bản này mình nói thật các bạn, để mà chết. Các bạn nào chơi Murat ở phiên bản này mà ở những cái thế trận các bạn chết tầm tính lắm mạng, là thực sự là mình thấy các bạn cần phải xem lại cách chơi Murat. Mình là thật các bạn, quá lắm thì cái phá vừa rồi mình chết là
bất đắc dĩ à, cái phán mình quay lại mình chơi nó luôn đấy. Đấy, chuẩn bị của chú bá này này, một giây rồi chém đấy, chưa một chim cút đấy. Thậm chí mình sẽ tải cái quạt lại và mình sẽ chơi nó luôn. Đây, có từ từ hồi chưa bắt. Đây, con quái này. Các bạn xem con quái này, mình tích tầm 2 cái thôi, chém tầm 2 cái. Rồi lướt 2 lần chưa một, láo lên từ từ, bình tĩnh. 2 lần chưa một rồi, chém tầm lá bí đi. Đấy, đơn giản easy, bế về, biến về. Đấy. Các bạn thấy chưa? Rất là kiểu cảm giác như là chết thì từ những cái pha cái thằng Arum nó thoáng mình đông đổi là nó dồn đám thì chấp nhận thôi. Còn để nó nói thực sự của Murat thứ rất là an toàn các bạn nhé. Mà cổ rìa máu rất tốt, Murat phù hợp với những cái team nào và đồng đội như nào. Khi trong team của Murat mà một người biết chơi Murat thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cơ hội kéo dài không giao tranh để thằng Murat lao lên cổ rìa máu. Các bạn nhé, để Murat lao lên cổ rìa máu. Cho các bạn, ví dụ trong team mà có Murat mà các bạn lao lên đánh nhau luôn thì không để được Murat cầu điểm máu thì là một cái điều nó rất là phí phạm. Giống như khi các vị tướng sinh ra, ví dụ những vị tướng gọi là gì nhỉ? Những vị tướng cầu rìa chẳng hạn như các bạn trong team của Esu mà các bạn có bắt luôn, không tận dụng cái lợi thế thằng Esu bắn xa cầu rìa máu thì các bạn sẽ mất một cái lợi thế rất là nhiều. Đấy. Cho nên các bạn khi trong team đây cái pha này bình tĩnh, đây lao lên lấy, ôi không có, đây rồi ok, chứa một thôi thì thằng này chết rồi, Flo chết, ôi thằng này bật cầu điểm máu trớt rồi, lao lên chém thằng Arum luôn đấy, chém cháy luôn các bạn. Thằng Rát này đấy, từ bình tĩnh, con chiêu hái sẽ áo vào lại thằng Rát nha, các bạn sẽ mình giết nó như nào này, chiêu hái, ôi rồi trật rồi đây, lao lên chém tiếp đấy các bạn, rồi từ đây chứa một chiêu hái hồi này, chứa một xong bắt đầu dùng chiêu hái này, áo vào lại này đấy, hàng ngón lành chưa rồi. Khi nói chung cái bài dây hồi chiếu này ấy thì nói chung là cái build của nó ấy thì nó chỉ được tầm khoảng 35% thôi, nhưng bắt buộc các bạn sẽ có con búa xanh. Khi các bạn có con búa xanh thì các bạn sẽ được 40% hồi chiếu. Thì mình sẽ có một cách cầu rìa máu không cần phải đánh quái, là các bạn sẽ dùng 2 lần chưa một xong tải kích hoạt lại thật nhanh đấy, thì trong vòng khoảng 3 giây cái nội tài chiếu nội tài ấy thì nó tầm được 5 giây đấy, thì chiếu một thì 3 giây nó hôi rồi, thì các bạn sẽ lướt 2 lần. Ồ rồi đến thế may quá, may em kiếp đấy. Thì các bạn lướt tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà dùng Murat 40% hôi chiếu, nó có một cái lời thì rất là hay. Ở cuối game các bạn không cần phải đánh quái luôn, chả cần phải đánh ái, các bạn cứ la vào cổ đỉa chém chiếu 3 liên tục mà chém đến mức độ mà tím địch nó cay cù, nó phải đi tìm mình, nó giết bằng được cái thôi nè. Đấy, nhưng bắt buộc các bạn phải có búa sánh nha. Phải có búa sánh đấy, chứ không các bạn dùng 2 đến 3 combo các bạn hết mana thôi. Rồi mình BV một phát. Và một điều đặc biệt là rằng các bạn hãy nhìn bạn nào của nhu cầu muốn nick tìm theo yêu cầu hoặc là các bạn quân huy hiện tại bây giờ đang hết, khi nào có thì mình sẽ thông báo. Và muốn nick thì các bạn hãy liên hệ qua số Zalo của mình là 0585487777 các bạn nhé. Đấy, hy vọng các bạn nào của anh em, bạn bè hoặc có những người thân nào mà có ý định muốn nick thì các bạn hãy ủng hộ mình. Bởi vì hiện tại này chúng là thực sự các bạn phải hiểu là cái nguồn thu chính của mình bây giờ là bản nick thôi. Nó lời không lời nhiều đâu, nhưng mà cũng là có một cái gọi là cái gì đấy để mà cậu có động lực để làm ấy. Cho nên hy vọng các bạn nào có ai nhu cầu muốn nick, muốn ắc thì hãy vào để ủng hộ mình nhé. Đấy, chép. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn. Murat chơi bây giờ rất an toàn. Cái gì đấy, ôi xôi. Rồi, chơi outplay luôn các bạn nhá. Outplay từ bế về phát đánh con quái một cái. Rồi, chưa ba. Rất dễ các bạn nhá. Chứ thực sự là Murat mà phiên bản ngày xưa thì đúng là bây giờ mình phải chết 5 mạng lắm. Ngày xưa là thằng Murat dễ chết nhất trong các vị tướng luôn các bạn nhá. Dễ chết lắm. Bởi vì chưa kịp lấy nội tài là bị zone chết rồi. Đấy, cho nên cái phiên bản này thực sự là Murat có 2 chứa bất khả kháng rồi. Chiếu 2 bất khả kháng, rồi thêm cả chiếu 3 bất khả kháng, rồi chiếu 1 thì lại lướt xa nữa các bạn, biến về rất là đầy. Cho nên để mà nói Murat là một vị tướng khó chết bậc nhất ở trong cái liên quân mobile hiện tại bây giờ các bạn nhé. Chứ các bạn mà phản bác được cái lời nói này của mình, các bạn hãy comment phía dưới. Đấy, rất là khó chết các bạn, tí nữa mình sẽ chơi các bạn biết thế nào vì sao lại khó chết. Chỉ cần các bạn để ý cho mình cái bóng nhá, cho các bạn đừng có thả cái bóng các bạn ở ngay cái thằng sát thủ của nó, xong các bạn lao lên các bạn biến về ngay đó thì cái đó cũng nói đấy. Đấy, các bạn thấy chưa gì em cầu hơn 80% cái máu của thằng Florentino thì chơi cái gì đấy. Mình hỏi các bạn chơi cái gì, thằng Flo chưa kịp làm cái gì cả mà mình đã có chiếu bá, mình tìm nó 80% cái lượng máu của nó rồi. Thì mình hỏi các bạn là chơi cái gì nữa đây. Rồi, pha này có búa xanh các bạn nhá. Bây giờ là một cái thế cống này, mình sẽ lấy nội tài bằng chiếu 1. Đấy, rồi, đấy các bạn thấy chưa.
dùng chữ một một phát, lướt hai lần BB3 giây. Đấy, bây giờ lướt lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Cứ la lên kẻ như vậy thôi. Rất là cay. Chơi cái này nó rất là cay. Đấy, lướt về để các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp tục con 3 giây hồi phát này mình lướt lên này. Đấy, lướt cái. Đấy, la lên phát, lại chém tiếp, lại chấm B. Rất là khó chịu các bạn nhé. Rất nhanh nha. Tầm khoảng 7 giây là các bạn còn chưa 3 đâu. 7 giây là các bạn còn chưa 3 thôi. Ôi dồi ôi, đấy các bạn, cái lá mới chém, nhưng mà mình là thật các bạn, rất là khó chịu. Đấy, mặc dù chém cầu rìa như thế này thì ít nhất trúng cái thằng xà thù của nó phải mất một nửa cái máu. Thằng rừng hay thằng gì phải mất 1/3 cái máu. Đấy, thằng rát này, thậm chí quả mới dính vô hai là nó chết luôn đấy. Thằng mít, thằng xà thù mất nửa cái máu. Thì mình nói thật các bạn, trong một pha combat mà các bạn cầu rìa mình 5 lần như này đi, thì mình nói thật các bạn là team mình có dám thù đương được không ạ? Nó có dám thù được không? No! Đây là một đơn vị tưởng ép đường, nó rất là khó chịu. Bay vào, xong bay ra, chả làm cái gì cả. Đấy, lại chém tiếp, thằng Arum không kịp để mà trói mình luôn các bạn. Đấy, khó chịu không? Đấy, cho nên hy vọng các bạn thử tham khảo cho mình cái dây. Thường thì các bạn chỉ muốn ra các bạn sẽ lấy cái dây kháng hiệu ứng. Đó là ngày xưa thôi, hiện tại bây giờ không cần. Bởi vì ngày xưa là cái dây hiệu ứng thì cần để chúng ta kháng hiệu ứng, để chúng ta lấy cái nội tài thật nhanh. Cái thằng này lào thật đấy, nó chết rồi đấy. Đấy, đám to chưa? Đấy. Rồi, hy vọng các bạn hãy xem và thử vào làm xem clip này xong các bạn. Ủa trời, cái phá này phải chấp nhận này các bạn này. Đấy, các bạn hãy vào xem clip xong các bạn thử thực hành coi những cái điều của cương lao nó có hiệu quả không. Nếu hiệu quả thì hãy để lại cho mình một nút comment hoặc là một cái gì đấy, một nút like hoặc một nút share clip này để mình có động lực hơn trong mỗi ngày. Và mình xin chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và mình xin phép nghỉ clip tại đấy các bạn nhé. Hẹn gặp ở các bạn những clip sau và những cái điều thú vị tiếp theo. Và tất cả bạn em mà yêu, bye bye.